Hello Vy Rơi. Nghe không? Hello anh trai. Hòa hợp hòa giải mà đem cây trồng lên trên mấy cái ngôi mộ của Việt Nam Cộng Hòa là sao ta? Hình như em đâu có thấy cây người ta trồng ở trong cái nghĩa trang. Đó là người ta trồng cái kiểu cho nó mát mẻ trang trí cây, trồng chỗ cây. Còn mồ mã thì ngay chỗ mồ mã, chứ đâu có ai trồng lên cái chỗ mồ mã giống như ông này nói đâu cả. Đúng không Thơ Quang? Thì mấy thằng điên đó mà. Ai mà trồng. Mấy cái tiếng của anh sao tự nhiên em nghe quá nhỏ, em không nghe người ta. Tôi chết. Đúng không? Cái thằng khùng này chết mẹ rồi, tấp rồi. Ok. Đó, ổng nói là cây trồng lên mồ mã. Ngu, đúng là quá nhiều. Hoàng Lâm nó nói ngu như mấy con chó là đúng. Mẹ nó, cây người ta trồng cho nó mát mẻ vậy mà nó kêu là trồng lên mồ mã. Má ông này không có về Việt Nam bao giờ chưa kìa. Nó hung hăng không? Hình như ra thấy hung hăng không? Coi kìa, coi cái mặt nó hung hăng kìa. Mẹ nó hung hăng y như mấy chó sủa rồi bờ rào á. Đúng không? Bạn cái thân này đu càng lưu vong không làm nên trò chống gì mà con kìa, con coi mặt nó kìa. Nó hung hăng chưa? Đúng bà què thì ngu chưa được đây. Cô thấy cô không thích thì cô cứ nói bình thường. Cô khóc là cô khóc cái vụ gì? Cô khóc vì cô không về được Việt Nam hả? Cô cứ về Việt Nam, cô thăm thú Việt Nam, đừng có chống đối nhà nước này. Ủa nhà nước này, nếu mà cô về cô thăm thú bình thường, cô không chống đối, cô không có làm hại hay là cô chửi rủa hay là cô phá hoại gì đó. Đâu ai cấm cô về, cô có thể về thoải mái, mang tiền đô về đất nước Việt Nam. Anh ổn lại chưa Việt Nam ơi? Sao anh? Nghe rõ là chưa? Nghe ổn chưa? Bây giờ nghe rồi, hồi nãy không nghe. Nãy bị gì vậy? Không biết, anh nói nhỏ xíu à, bây giờ nghe lớn rồi đó. Bên ông, đúng không? Ở dưới mọi người nghe rõ mà. Em đây là giờ em nghe rõ lại rồi. Khỏi cần lên lại, giờ anh Thơ Quang nghe lọ rõ rồi, giờ phèo. Ông Việt Kiều đang mặt đâu rồi, ông Việt Kiều đang mặt trốn đâu rồi. Hả? Ông Việt Kiều đang mặt trốn đâu rồi. Ủa ảnh đâu rồi, mới thấy anh nhảy vô mà. Việt Kiều đang mặt mới vô mà, ảnh nghe. Cốc cái quần què. Quá cái bà già lúc trước bà vừa nói mà bà vừa khóc mà bà giả tạo chưa từng thấy. Quá tán cái kiểu đó. Toàn là thả gà em bắt rồi em ra. Để cho mấy biết cái sai để ăn quay về đất nước Việt Nam, chứ không phải cái chính sách hòa hợp hòa giải nghị quyết nó đưa ra là để Đảng Cộng sản Việt Nam phải nghe theo mấy ông. Đúng rồi. Trời ơi cái thằng cha sau cùng cái gì vậy các bạn nghe không? Nó nói chuyện thiếu điều lạ hả? Qua làm những điều mấy anh Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi xuống cho tụi nó lên đầu á, tụi nó lạy tụi nó luôn á. Trời ơi nói chuyện gì mà ngu dữ vậy, ngu hơn con bò. Đất nước Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chúng ta đang lãnh đạo ngon lành cành đào, tự nhiên cái đưa ra nghị quyết để cho mấy anh phải làm sao, anh phải thay đổi suy nghĩ của mấy anh, bỏ hết những cái hận thù đi để mấy anh về dựng xây đất nước. Yeah, đó. Rồi chết. Ông này ông lên ông chửi cho mà biết. Chết. Ghê ông khoe đi dép xì tin kìa Việt Trai. Ồ, khoe đi dép xì tin dâu không? Gì vậy anh? Ông bắt đâu? Rồi rớt nữa hả? Cái gì kỳ vậy? Mới lên đâu mất rồi. Đảng Cộng Hòa nó muốn việc bám sức, Đảng Dân Chủ muốn hạn chế xuống nhưng mà không được. Cho nên người dân lúc nào cũng bắt mới lên sao vậy? Nó sẽ vì cái sự tự do của nó. Gửi ý, anh Bắc gửi lại đến Bắc. Mà nói tới đây thì hơi kỳ, bởi vì kêu Đảng Cộng sản Việt Nam lại mấy thằng cha này thì tôi không đúng, cũng đúng nữa. Bởi vì tôi nói chết rồi, tôi nguyện, tôi mọi dạng tôi ghi tới cái chết rồi, tôi nói chết rồi. Cho nên nếu bây giờ mình lại mình trong giang hồ nó đi cũng không sai. Lẩu gì? Nếu như quý vị các bạn nghe clip này rồi, quý vị các bạn không thấy khá phù dồn lên não mà quý vị các bạn sẽ như bác. Hello chào anh Bác. Hello chào Bác. Nghe rõ anh. Mình nghĩ làm sao vậy? Mình nghĩ làm sao cái yêu cầu là sao mấy ba que này nó khoái nhai cái vụ hòa hợp hòa giải lại rớt nữa. Đâu đâu rớt. Con mà con đấy con mà còn nghe không nghe rõ không nghe anh nghe rõ ok hết được rồi rồi tụi nó rải chất độc hóa học lên người dân Việt Nam tay cũng tụi bay làm cho điều đó là đúng nó im luôn của mấy cái vụ chất độc hóa học đồ da cam có bao giờ nghe mấy thằng bao que nói gì đâu. Em nói có cái quần có được cái mảnh đất chống dùi là quần rồi có cái mảnh đất để mà nằm xuống dưới là may lắm rồi là tuyệt vời lắm rồi, nó thiệt luôn á. Còn mấy tay bên kia với nhiều khi chết không có chỗ chôn á, bên Mỹ không có chỗ chôn á. Ở bên Việt Nam mà lính Mỹ là đồng đội của mấy ông bảo vệ cái cha chú của mấy nội dạng bên kia thế giới cha chú vàng sữa. Bây giờ mấy ông bắt cả Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm với mấy thằng bắt nước đó. Mấy ông cái não này đủ quá tái cho hàng trà đâu quá. Nếu như quý vị và các bạn những ai ở bên nước Mỹ á mà có gần hàng trà với cái bà mà phát biểu ở trong cái đài này nè, cứ bị gửi cái clip của Quang Lâm cho mấy thằng trà con. Trời ơi, nhà hai chú tóc mà nó ngu như con bò, là còn nhẹ đó. Trời ơi, có ai đời cỡ nào mà kẻ thù của dân tộc mà bắt cái chính quyền sở tại ở phải tôn kính không? Ở bên Trung Quốc nha, chu di cửu tộc, rồi nó đào bồn quốc mã, nó dục cho cá vô sông, nó dục cho lưng rừng, nó rú cho cắm xuống chấm heo luôn á. Chứ ở đó là bắt tôn kính, tụi bay có yêu cái chế độ ngụy, cái chế độ bám nước. Quang Lâm lúc này ra mấy cái clip, ra hai cái clip quá dữ luôn. Quang Lâm ra mấy cái clip này hay. Xin lỗi. Mấy cô mấy chú con xài từ tụi bay nó hơi quá đáng, nhưng mà thiệt nói với mấy cô mấy chú xài từ đó cũng không đọc chút nào trên nó rồi. Mấy cô mấy chú đi coi lại đi, nghĩ sao mà ít ra hòa giải là phải tán quyền tất là. Nóng cô ba mày đi. Lôi phải ra lại. Ủa ai đang lãnh đạo đất nước vậy? Ai đang lãnh đạo đất nước vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ. Mà mấy ông được yêu cầu nhắc lại một lần nữa quý vị ơi, nghị quyết hòa hợp hòa giải và cái chính sách hòa hợp hòa giải của Đảng Cộng sản đưa ra đó là để cho mấy ông bên kia thế giới biết tự nhìn nhận về bản thân, đúng rồi, bỏ qua hận thù của bản thân để mà về dựng xây đất nước. Chứ không phải cái nghị quyết đó là bắt Đảng Cộng sản Việt Nam họ nghe theo lời mấy anh, đội mấy anh lên trên đầu, rồi sau đó hỏi mấy anh ăn gì để cúng, không có đâu. Ăn gì để cúng? Cho nên quý vị qua clip này Quang Lâm nghe không có đâu. Cái này gặp ông Bác ông kêu hỏi mấy anh ăn gì, anh Bác mới cho mấy anh ăn cái quần què à? Quần què chứ còn gì nữa? Chưa ăn cái quần què thấy không? Thấy ông Quang Lâm mới nói đấy không? Giống như hôm qua anh nói đó. Làm gì có cái vụ đủ với hòa hợp hòa giải mà ai là người ấy để thôi. Bởi vì cái tư tưởng của những tay mọi bạn mình trên thế giới không bao giờ thay đổi. Chính xác. Lúc nào cũng kêu rằng đó. Quang Lâm mình kết Quang Lâm nói ngay cái khúc này nè. Cái đầu óc của mấy cái thằng đó là mới như là đầu người mà đầu gối cái gì đó, chứ không thể nào mà nó thay đổi được. Đừng bao giờ trong mong vô. Con Lâm nghĩ cái 20 là cao lắm. 20% tỷ lệ hòa hợp hòa giải là cao lắm. có 20 đâu. Quang Lâm hơi bị cho cái đó ra, hơi bị cao, hơi bị nhiều. Họ về Việt Nam họ thấy yên bình quá, họ thấy phát triển quá, họ sẽ không có thể nào mà chịu nổi đâu. Ok, đó là bản chất của họ. Còn họ giải đối với Quang Lâm, Quang Lâm sẽ luôn luôn giống như là theo ý, không phải theo ý mà cái chủ trương chính sách của nhà nước, luôn chào mừng tất cả những ai ở bên trên thế giới, những ai ở nước ngoài mà trước đây là có tư tưởng chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối nhà nước Việt Nam, mà về Việt Nam với một cái tinh thần yêu nước, bỏ qua hiệp kích, không nghĩ tới đảng, chỉ nghĩ tới cái vấn đề mà phát triển, làm sao cho đất nước phát triển hơn, thì đó là một điều cực kỳ không nên, một là bỏ hai tay, không có tuyệt vời. Nhưng mà vô luận không khác sẽ chính trị về đảng, rồi lúc nào cũng chửi Việt Nam, có nó tổ kia thì thôi, khó khăn già là phải quá nhiều. Em không có ở bên đó, không không. Việt Nam vẫn tuyệt vời phát triển. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem. Xin kính chúc các vị tư bản và tôn vinh Việt Nam. Hay thì Quang Lâm ra hai clip này nghe lại đã này. Anh Bắc với anh Thơ Quang có ý kiến gì hòa hợp hòa giải này không? Có. Rồi em mời anh. Tình. Cho anh một phút. Dạ anh cứ tự nhiên. Em thì em nghe cái này rất là hay, nhưng mà nghe cái vụ hòa hợp hòa giải này em cũng bức xúc lắm. Mắc cái giống gì mình phải nhà nước Việt Nam phải hòa hợp hòa giải, rồi mời mấy cái thằng mọi vàng đó về để làm cái gì? Mấy thằng đó là những thành phần đó là không bao giờ nó thay đổi. Mình... Anh thầy có ý kiến như vậy nè. Dạ. Có nghĩa là giống như hôm qua cái clip của Thới Quang anh cũng đã nói rồi. Mà hồi xưa đó, hồi xưa không phải là riêng mấy cái clip của Thới Quang, mà hồi xưa đó là khi mà anh coi mấy cái clip ở nước ngoài ấy, rồi mấy thằng biểu tình thì nó nói đến cái vụ là nghị quyết 36 rồi hòa hợp hòa giải, rồi nói chung á là về vấn đề ấy. Thế nhưng mà Việt Nam mình á thì là nếu mà nói mình nói trắng ra nó là như vậy này, cái người Việt Nam mình á là từ xưa đến giờ rồi là cái lòng nhân đạo. Cái lòng nhân đạo ở cái chỗ nào là ví dụ như mấy anh em có để ý không? Ví dụ chẳng hạn như là khi mà năm 1975 khi mà giải phóng đó, tất cả những tù binh của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa bắt trước giải phóng và sau giải phóng, khi mà giải phóng năm 75 á, từ tướng tá đầu này nọ, thậm chí là có những người có tội ác rất là ghê gớm, giống như là thằng cha mà kêu bằng là chú Mục ấy. Thì thay vì nếu mà như những cái nước khác á, hoặc là những cái mà ở Trung Quốc á, là mang ra bắn không có ý kiến ý cò gì hết ạ. Không có ý kiến ý cò là tại vì sao? Tại vì là nó giết nhiều người quá, mà đây là một trong những bằng chứng. Đây là một trong những bằng chứng là như thế này. Anh ở bên đây, anh có một thằng hồi xưa nó đi chung với anh, nó ở bên Đan Mạch. Thằng này là một trong những thằng hồi xưa nó tra tấn rất nhiều người cộng sản, mà đây là chính miệng nó nói ra đó. Thằng này là chính miệng nó nói ra cho anh nghe và cho tất cả mọi người nghe. Yeah. Thì thằng này khi mà nó sang đến Đan Mạch rồi đó thì nó bị bệnh tâm thần, nó bị hơi mát, nhưng bây giờ thì nó hơi nặng rồi. Và thằng này thì sắp sửa nó về, tại vì ông bà nó đoàn làm giấy đoàn tụ rồi thì chắc có lẽ nó sắp sửa đi đoàn tụ ông bà rồi. Có nghĩa là thằng này nó đánh người ta đó, nó đánh cộng sản, mà chính nó nói nó đánh cộng sản, mà bây giờ nó bị ám ảnh, nó sắp sửa nó bị sang đây nó bị khủng đó. Thì những thằng này, thì những người như vậy là tại sao hồi xưa Việt Nam mình khi giải phóng nó không giết, không bắn nó đi đó. Rồi nó nói đến những cái đòn tra tấn, rồi nó kể lại những cái gì đấy là nó khoe chiến tích của nó. Trước khi mà sang đây thì anh cũng nghe là thằng em nó bảo là em mới gặp thằng Khứa đó như vậy, rồi nó bảo là gì anh ơi nó bị tâm thần rồi mai mốt nó chết với nó. Mẹ với thằng điên, tao đâu cần phải, rồi anh chết anh có đi tang không? Bảo không ăn tang mà tao tổ chức ăn mừng. Tại vì cái lòng nhân đạo của Việt Nam mình hồi xưa của cách mạng là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là em thấy không, cái luật nhân quả bao giờ nó cũng có. Đấy, tự nó bị điên, tự nó bị khùng, tự nó đi làm nhảm, tự nó có những cái mà nó bị như vậy. Thế còn nói về vấn đề mà chính phủ mình á, mà bảo là hòa hợp, hòa giải dân tộc, thì giống như hôm qua anh nói ở trong cái clip của qua cái live của Phương Quang, có nghĩa là vì lòng nhân đạo thì tôi nói với mấy ông như vậy thôi, chứ còn địt mẹ mấy ông đéo có cửa đâu. Và thậm chí ra là ai là thằng nào là cái thằng ở bên đó mà có tư cách để đứng ra nói với một cái người nào đó ở bên Việt Nam về vấn đề hòa hợp, hòa giải, đòi hỏi cái này cái kia, và đủ tư cách để đứng ra và nói chuyện với ai? Nói chuyện với thủ tướng, phó thủ tướng hay là chủ tịch nước à? Mày là cái gì? Mày chỉ là thằng quét rác, thằng homeless ở bên kia, đầu người nhưng mà ốc lợn mà giống như cái thằng vừa rồi đó, mỏ nó sủa đó, mẹ đầu người ốc chó ốc lợn mà mẹ mày nói cái gì? Mày nói chuyện ra là toàn những thứ ngu không có trình độ. Nói chuyện trình độ là trình độ gì? Trình độ là mẹ lý luận không có, rồi cái tư cách thì không có, rồi mẹ cái thậm chí là cái chứng nhân về pháp lý không có. Mày là cái gì? Chẳng qua là đấy là một cái tính cách nhân đạo, chứ không phải là bắt buộc 100 triệu dân nó khác hẳn với 1 triệu dân hoặc là 2 triệu dân. Mà 2 triệu dân đó đâu phải là ở nước ngoài, đâu phải là 2 triệu dân đó người ta đồng tình với tụi nó đâu. Đó, chẳng qua là cái gì thì mẹ phá đám rồi đòi tiền người ta không được, rồi đến ăn bờ ở bụi, ngồi ở trước cửa người ta không làm ăn được thì người ta muốn cho một bố thí cho một vài trăm đô để biến mẹ mày đi để ông ngồi ông làm ăn chứ còn đi này. Đấy, thấy không? Thế còn nó nói là trồng cây lên mồ mả, trồng cây lên mồ mả. Ông có nói là nó về chưa mà nó biết hả? Đấy, nói ra là phải có bằng chứng, là tôi đã từng về, anh cũng đã từng về, anh cũng đã từng đi ngó qua rồi để xem nó ra làm sao. Đó, xem mấy cái thằng mà nó chết đó, nó nằm ở chỗ nào, nó nằm nghiêng nằm dọc hay là nằm trên mả ông cô đội đó, đúng không? Thế nhưng mà có điều rằng là không biết thì mẹ cầm cái mỏ đi mà nói ra già đầu, mà nói ra mà để cho chúng chửi đó thì làm. Đấy là một cái nữa là mang nhục cho con cái. Tại sao nó kể lại là ú cha ơi chiến tích thế này, Việt Nam Cộng Hòa mạnh bị bao nhiêu? Tại sao nó không kể cho con nó nghe là hồi xưa bố tụt quần bố chạy, con ơi mẹ bố chạy còn của con sao đỏ đúng không? Sao nó không nói đi? Đúng không? Đó, tại sao nó không nói đi? Đúng rồi. Tại sao có những cái xấu thì nó không nói mà nó nói cái gì tốt, mà tốt thì ở chỗ nào? Tốt đúng không? Mà tại sao mấy thằng chó ở bên đó nó không đi đến là sống thì nó sủa như chó vậy đó, nhưng mà chết thì chăn chối cho gia đình đó. Ôi trời ơi, mang hải cốt của bố của ba của này chôn ở chỗ này chỗ kia, chôn cái mả mẹ nó sao nó không chôn ở bên đó đi? Không phải mang cái hải cốt rồi chôn chi vậy? Đủ mẹ nó chê cái Việt Nam cái này cái nọ cái kia mà nó về nó chôn. Rồi có những thằng, thậm chí anh còn biết nó có những thằng tướng tá có, mẹ sĩ quan có, lính tráng có, chửi như chó vậy đó, thế mà cứ lén lút đi ra phi trường để về Việt Nam chi vậy? Đúng rồi anh, bên này em thấy trường hợp nó nhiều lắm. Thì đó, em thấy rõ ràng đó là cái bằng chứng đó. Nhưng mà rồi còn những thằng đó, ví dụ như kể cả chính thằng đều mẹ thằng Hồ Hòa gì đó, thằng gì Sơn đó, CA CX rồi đó, rồi hồi xưa nào là Sơn là thằng cha Hùng làm nhà báo này kia nọ, rồi đủ Hà Văn Sơn với lại Nguyễn Phương Hùng rồi đủ mẹ thủy quân lục chiến, cái con cặt mẹ bà mẹ xin lỗi nhá, nói tục mẹ đó. Nhưng mà mình tức quá đi, nó định Việt Nam, nó vuốt Việt Nam để kiếm cái vé về để kiếm cửa về để xem nó làm sao, rồi. xong rồi đủ mẹ bật tiếng im hơi luôn. Anh hồi xưa từ cái hồi mà nó có cái tụi chống cộng này nó đấu với cái bà Phùng Tuệ Châu với Việt Vích Ly đó là anh đã biết rồi, là anh thấy cái tụi này rồi. Mà hồi xưa mà ra cái nghị quyết 36 rồi nó cứ bảo là nghị quyết 36 thế này thế nọ thế kia, chính anh cũng chả biết nghị quyết 36 là cái gì luôn. Tại vì thực ra những cái vấn đề chính trị của Việt Nam ấy, thì mình ở bên ngoài này thì tốt nhất là mình không có bàn vào. Tại vì sao? Anh đấy là theo cái nhận xét của anh, tại vì mình không hiểu và mình không biết. Với cả thứ hai, làm như chó đó chứ ở đó mà hào quang rực rỡ, địt mẹ muốn có miếng ăn, muốn có tiền trả bill thì phải đi cày. Thế còn hòa hợp hòa giải là chẳng qua đấy là một trong cái chính sách nhân đạo người ta nói để mở cửa cho các ông đi về để thăm mẹ, coi như bố chết ở đâu mẹ chết ở đâu thôi, đấy thôi. Nhưng mà Nhưng mà anh biết sao không? Em bức xúc có một cái á, mấy thằng cha á, lợi dụng cái hòa hợp hòa giải Việt Nam mình đưa ra cái đó, đù má mấy ảnh nhảy đưng đửng lên, mấy ảnh làm ngầu. Mấy ảnh nói bây giờ á, là ở Việt Nam giống như là giờ cần mấy ảnh quay trở lại. Trời ơi, giống như là giờ mấy ảnh cảm thấy giống như tự mấy ảnh đưa mấy ảnh lên mà nhân vật quan trọng, anh biết không? À, nó bởi vậy mới ra điều kiện này, đây, điều kiện kia. Đây, đây ví dụ cần là tình này là em nghe mất địch thì thôi. Đéo, mẹ nó, đúng anh nói cho em nghe. Ví dụ như là mai mốt em có về, em giao lưu với, ví dụ như anh em mình có dịp về, anh em mình giao lưu với những người mà ở bên đó thì em gặp rất nhiều. Ví dụ như trong bằng chứng á, là anh giao lưu, anh đi chơi, anh đi mô tô, anh đi tour này kia nọ, anh giao lưu có rất nhiều Việt kiều Mỹ về. Mà đấy là gì? Đấy là những người trẻ sau này khi người ta học rồi, người ta doanh nhân, người ta làm ăn xong người ta về bên đó, người ta đầu tư hoặc là người ta làm những cái việc này việc kia, tức là người ta cũng tạo một phần nào công ăn việc làm ở bên Việt Nam. Thì cái đó là nhà nước khuyến khích, và đấy là, nhưng mà những người đó không phải là người ta lên người ta chửi răng ràng, người ta sủa như chó đó, mà người ta nhận thức được vấn đề làm ăn và chính trị. Còn những thằng này là những thằng gì? Những thằng ngu về chính trị, ngu về làm ăn và ngu về, nói chung là ngu toàn diện đó. Còn tức là mình, anh em mình còn ăn bám xã hội không à. Đúng, mà anh em mình thì không dành cái ngu được của tụi nó đâu, tại vì tụi nó hay lắm, tụi nó chửi sủa rồi dành không lại đâu, tại vì bao nhiêu cái ngu là tụi nó dành hết rồi, cho nên là thôi kệ, anh em mình nhường tụi nó đi, có thôi mình chịu thiệt về vấn đề nó đi. Thì đại khái, nhưng là chính phủ Việt Nam người ta khuyến khích những Việt kiều hiện nay đang sinh sống và hoặc là đi du học hoặc làm cái gì đó ở nước ngoài là có chất xám về để đầu tư xây dựng đất nước hoặc là làm ăn hoặc là nói chung đó. Thì cái đó là một trong cái sự khuyến khích, mà nhưng không phải là riêng cái nước của người ta đâu, của mình đâu, mà nước nào cũng vậy thôi, chính kể là Đan Mạch hoặc là các nơi này cũng vậy đó. Tại vì người ta rất cần những người giỏi, người tài, chứ không phải là riêng gì là Việt Nam. Tại vì sao? Cái đất nước nào cũng vậy thôi, mặc dù nó là cái cuộc sống của người ta tốt hoặc là các nước ta, nhưng mà người ta vẫn phải trưng dụng người ta, người ta để vẫn phải giữ vững và phát triển, chứ không phải là cứ phải đi xuống à. Đó. Nhưng mà cái tụi này ấy, thì nó khác ở cái chỗ rằng là nó không hiểu cái vấn đề đó. Nó nghĩ ú cha hoài, bây giờ mời mấy con chó về để làm gì? Bây giờ thịt thì mình cũng không ăn thịt được. Đó. Mà chó chết, mà kiểu như chó chết ươn đó thì thôi sử dụng được vào vấn đề gì? Bây giờ kể cả bây giờ mang nó về để giữ nhà như chó cũng không được nữa, thì cần gì phải hòa hợp vào đấy mấy thằng đó, đúng không? Yeah. Chứ bây giờ mà trong khi đó những cái giới doanh nhân đó, mà cái giới mà có chất xám để người ta về, người ta đầu tư về trí tuệ, về đầu óc hoặc là kinh doanh, thì người ta có đâu có cần gì hòa hợp vào giải dân tộc đâu. Người ta chỉ về hợp đồng rồi giao kèo với cái doanh nhân rồi các cái ở Việt Nam người ta làm ăn thôi, chứ mắc gì đâu mà phải hòa hợp hòa giải dân tộc. Người ta đâu có gì chứng kiến về chính trị đâu, người ta chỉ cần biết là người ta làm ăn, đầu tư, kiếm tiền, thế thôi. Cho nên mấy thằng này anh bảo là nó ngu toàn diện mà, chứ đâu phải ngu một phần đâu. Còn cái loại mà đứng lên cái sủa ra răng giảng thì bây giờ, tại vì sao? Tại vì hồi xưa sang thì theo cái kiểu mà làm việc cho Mỹ hồi xưa, đi đánh thuê, thì sang đó thì đại khái nó cho thì nàn ở bên đó rồi tháng phát vài trăm đô, còn về hưu thì bốc cứt, còn mẹ đi homeless thì thôi mẹ đi nhặt thùng rác đi bơi rác đi, móc bọc đi. Trời, anh biết giờ cái đám đó hả, hùng hổ lắm, bây giờ về hưu sống không nổi, mẹ tới tuổi hưu rồi cũng phải giác cái cặp đũa rồi mà đi rung hết trơn, mà cũng phải giác đi làm nữa kìa. Đúng rồi. Chứ thôi không làm sống đâu có nổi. Anh, bây giờ vật giá bây giờ nó leo thang. Anh đúng. Anh nói đấy, ý anh muốn nói là anh Việt Lai với cả Thư Quang với mọi người có biết làm sao? Trong tương lai càng ngày tụi nó càng sủa bạo và tụi nó càng chết sớm là biết làm sao. Bây giờ anh đi làm ở các nơi ở trên mấy cái nước đấy, anh biết này, tức là cái vật giá càng ngày nó càng leo thang. Yeah. Mà cái kinh tế của quốc gia nào cũng vậy, nó có nhiều khoản nó siết lại đó. Và nói chung cái tình hình nó rất là căng trong vấn đề kinh tế. Mà kinh tế càng căng nó càng siết thì tụi này nó càng đói thì nó càng chết. Anh nói cho em nghe, bây giờ một cái vé máy bay đi bay để về Việt Nam á, nó không phải là dễ đâu, nó không phải là rẻ. Cái vé mà bảo là 500 đô mà để em đi về Việt Nam thì gần như bây giờ là không có rồi đấy. Hồi xưa có, bây giờ không có đâu. Bây giờ không có đâu. Mà bây giờ tất cả kể cả những hãng máy bay nó đều giảm. Em có biết rằng là ở bên này nó quảng cáo cái vé máy bay về cái mùa hè để cho khách đi du lịch chơi rất là nhiều luôn ạ. Mà giá bèo có, nhưng mà với điều kiện là em bay ở đây thôi. Còn nếu mà em mà những người mà về Việt Nam á, là khi mà người ta muốn về để ăn Tết ăn tiết á, là bây giờ đã phải đặt vé rồi đó, nhưng mà giá của nó cũng không phải giống như hồi xưa, thì lấy đâu ra tiền mà cái đám chó sủa này nó về được nếu mà cái lương hưu đó. Em cứ tính đi, bây giờ lương hưu ở bên đó thì em ở bên đó em biết rồi, cái lương hưu hoặc là cái đám mà ăn tiền xã hội một tháng nó được bao nhiêu. Mà bây giờ nếu mà theo như anh được biết, một cái vé ở bên Mỹ về bèo bèo nó không phải là 2.000 đô, đúng không? Đúng rồi anh, đúng rồi. Ừ, mà 2.000 đây đô giờ bay về từ Mỹ nha, em nói là từ Mỹ á, từ mà cũng tùy tiểu bang, thí dụ như bên Cali á, nó bay gần hơn thì nó có thể nó rẻ hơn vài trăm. Nhưng mà từ bên miền Tây á, càng những tiểu bang bên miền Tây á, thì nó rẻ hơn, mà từ từ trở qua tới chính giữa rồi qua tới miền Đông như là New York, Washington DC rồi hay này kia là bên đó bay còn mắc hơn nữa, là 2.000 mấy không á anh. Em có nhỏ bạn nó mới mua vé là thứ Sáu, nó mua vé đâu mấy tuần trước mà thứ Sáu này nó bay á, là nó mua để coi gần 2.800, dễ sợ chưa? Em biết không, anh là anh vừa mới coi vé cách đây mấy ngày. Nếu như anh đặt bây giờ thì đại khái vé của anh là khoảng 800 đô. Tại vì cái chặng của Đan Mạch nó về thì nó khác ở bên Mỹ về, em hiểu không? Đúng rồi anh. Đấy. Thế cho nên là, nhưng mà giống như nếu mà năm ngoái anh về đó, mà nếu như bây giờ mà không đặt vé mà chờ đến cận ngày đó về đó là vé phải trên 1.000 trở lên. Đó. Thì bây giờ anh hỏi em là theo cuộc sống của Mỹ thì em biết rõ ràng rồi. Cái tụi mà sủa răng rảng này với cái tụi homeless thì thôi coi như là quên đi. Tại vì em cứ tính đi, nếu mà em đánh vài trăm đô một tháng, không lẽ em không ăn, không lẽ em không trả tiền bill, không lẽ em không phải trả tiền mọi thứ, thì em lấy đâu tiền ra rồi, không lẽ em không có tiền túi, không lẽ về đi Việt Nam mang tiếng là bên Mỹ về em đi làm homeless ở Việt Nam à? Đúng rồi. Hoặc là đâu phải là có những người có tên có tuổi về đi ăn dạo hoặc thiết mẹ đéo hay người ta nuôi em được mà em về. Trong cái đó em thất nghiệp, em ở bên đó thì em đi 1 tháng 2 tháng thì cái chuyện đó của em, nhưng mà ai người ta có thể lo cho em được ở bên đó? Cái thứ đó cho nên là bây giờ nó lựa vô cái hòa hải dân tộc rồi thế này thế nọ thế kia. Chứ còn em thấy không, hồi xưa đó là cái đám mà chó sủa kia nó cũng về, nó lợi dụng, nó vuốt ve để nó lấy tên tiểu tuổi một chút xíu, xong rồi ông Hà Thanh Sơn hồi đó rồi ông mời về thì ông cho cái vé về thì mẹ sướng rồi đấy. Nếu mà gặp anh mà cho cái vé về anh cũng thích lắm ấy chứ đùa. Mà nói chung là tào lao, mẹ toàn là mẹ điên với khùng không à. Em thì em có cảm giác giống như là mấy khứa nó chống cộng, mấy ông già nó riết giờ già nó gần chết rồi. Rồi xong rồi tiền bạc giờ cũng khó khăn, kinh tế khó khăn, em cảm giác như nó đang vùng vẫy vậy đó anh. Đúng rồi. Quá về không được mà nó ở cũng xong, giờ nó giống như nó đang vùng vẫy rồi, nó kêu gào, nó gào thét, giờ nó chửi, nó tức quá nó chửi. Eo mẹ mày thì anh bác Việt Rai nói chuyện nha, nhóc réo quá em. Đi việc tí cái gì lát nữa làm ra sao. Ok anh, không có cái không chào mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người, cũng khuya rồi, em cũng chuẩn bị đi nghỉ, sáng mai em ok sớm, chở nhỏ đi đá banh xa. Cho nên okay, em thôi lên chơi anh cũng xuống xíu. Cảm ơn anh nha, nay nói chuyện hay rồi lắm. Chào rồi, chào em, chào mọi người. Rồi